chào cả nhà. Hôm nay thì mời cả nhà vào bếp làm cái món ghẹ rang me với mình nha. Ở đây thì mình có chuẩn bị là 2 kg ghẹ nè, ghẹ cũng rất là ngon luôn. Và bên đây mình có chuẩn bị thêm là hành, tỏi, me, rau răm và ớt. Giờ mình sẽ đem số ghẹ này mình đi rửa. Mình mần sạch luôn. Wow, ghẹ gạch không à. Ô, con ghẹ quá chừng gạch luôn. Mình sẽ tách ra và mình gỡ cái phần phổi của nó mình bỏ. Xong mình cho qua thao, rồi mình rửa nha. Ghẹ này ngon quá luôn. Thấy con nhỏ nhỏ mà rất là nhiều thịt. Mình sẽ hở hết cái phần phổi này mình bỏ đi. Ghẹ gỡ xong rồi giờ mình sẽ rửa lại nha. Ghẹ rất là nhiều gạch luôn. Mình rửa lại cái phần bên hông này cho nó sạch đất. Hai cái phần phổi hai bên của nó nè. Xong mình cho ra đây nha, cho nó ráo nước, hồi mình cắt làm đôi. Giờ cứ tiếp tục như vậy mà mình rửa đến hết số ghẹ còn lại luôn. Hai bên cái phần phổi của nó chứ chứa nhiều đất lắm. Mình rửa cẩn thận để thôi nó trôi hết cái phần gạch uổng. Ghẹ rửa xong rồi giờ mình sẽ cắt ra để cho ráo nước. Mấy cái mai này mình lật ngược xuống cho nó rõ nước ra nha. Thấy ghẹ nhỏ nhỏ gì mà quá chừng gạch luôn, rất là ngon luôn. Ghẹ này mà hấp nước dừa ăn rất là ngon. Nhưng mà lâu lâu mình đổi món nè, rang me. Ghẹ xong rồi, giờ phần me này thì mình sẽ chế nước nóng vô mình ngâm. Ghẹ mình để nãy giờ cũng ráo nước rồi, giờ mình cho qua thau. Mình ướp sơ qua mình để đây nha. Để hồi để lâu quá cái thịt ghẹ nó không còn ngon nữa. Mình cho vô đây là nửa muỗng bột nêm. Mình thêm là nửa muỗng đường. Và cho vô đây là 1/4 muỗng bột ngọt. Mình cho vô đây khoảng 1 muỗng canh nước mắm.
xong trộn đều lên. Mình trộn thật là nhẹ tay luôn nha, mình sợ là gạch nó rớt ra hết, nó không còn ngon nữa. Me mình ngâm nước nóng nãy giờ nó cũng nở ra cũng được rồi nè, giờ mình sẽ luộc. Mình lấy cái phần nước thôi. Cái phần này mình sẽ cho qua tô và tiếp tục mình cho thêm nước vô. Luộc cho hết cái phần me này luôn. Me thì mình cũng đã làm xong, giờ mình sẽ nêm vô đây. Mình cho vô đây là 5 muỗng đường, tại vì mình sử dụng me nhiều nó chua cho nên là mình cho nhiều đường vô nha. Mình nêm vô thêm là nửa muỗng bột ngọt và nửa muỗng bột nêm. Mình cho vô đây là 2 muỗng nước mắm. Mình nêm nước mắm, mình không có nêm muối. Để đều lên. Giờ mình bắt chảo lên để mình làm cái nước sốt me, mình xào ghẹ, cho vô đây miếng dầu, mình cho hành tỏi vô, khi thơm mình mới cho nước me vô. Hành tỏi cũng đã vàng thơm rồi, mình cho hết tô nước me vô. Cho vô đây là nửa muỗng ớt băm. Nước sốt me mình nấu nãy giờ cũng được rồi, giờ mình cho hết ghẹ vô. Ghẹ nó ra cái nước này mình chừa lại. Xong mình trộn đều lên. Mình không dám trộn mạnh, mình sợ nó sứt gạch hết. Ghẹ mình nấu nãy giờ cũng đã chín rồi nè. Mình xào cho cái phần nước sốt me nó kẹo lại, nó dính vô thịt ghẹ luôn, ăn cho nó ngon. Vậy là được rồi nha cả nhà. Giờ mình sẽ nhắc xuống. Và hai vợ chồng mình cũng đã làm xong cái món ghẹ rang me rồi cả nhà ơi. Đấy, hôm nay cho mình uống nước cam nha cả nhà. Vô. Vô. Mời cả nhà. Mời cả nhà. Cam tươi có khác không? Cam tươi uống đương nhiên sẽ ngon hơn. Hai bao luôn hả anh? Hai bao tay đi dễ em. Dạ, hai bao tay này. Nhưng mà nó vừa, nó giãn. Như vậy nè, nó dễ. Ơ, cái muỗng, em lấy cái muỗng đi mất rồi. Đi giấu muỗng rồi, để anh lấy. Để đâu rồi? Bên kia kìa, sát bên anh luôn á. Wow, quá là thơm luôn. Mình phi hành tỏi xong rồi mới làm nước sốt nó thơm. Cái con ghẹ này gặp nhiều ghê cả nhà. Mình xào nó ra, nhìn thấy nó ngon ghê. Dắt vô chứ hả?
Hả? Múc ra đi rồi vô chén hay dắt? Ít thôi, đây. Cái này cho ai, cho anh hay cho em? Cái nào cũng được. Anh thì ăn, ăn nước chanh nhiều lắm. Dắt đại đi, sao cũng được. Em ăn ít hay nhiều? Sao cũng ăn hết. Nhắc nửa trái được. Rồi, được rồi, đây. Wow. Cái dĩa này mình để mình đựng xương nha. Mình biết người ta chấm cái gì, hai vợ chồng chấm với muối tiêu chanh luôn. Hải sản chấm cái này thì cũng hợp lý rồi. Để đây. Giờ mà cả nhà ăn ghẹ với hai vợ chồng mình. Chảy nước miếng. Để đặt kim ra đây, chất chất đồ nữa. Mời cả nhà nha. Mời cả nhà. Wow, cục gạch nè anh. Rắn cục gạch tước. Gạch lắm. Nó toàn nha. Nó thấm đều hết con ghẹ luôn rồi. Đó. Ghẹ mềm lắm. Thịt nó cũng chắc quá nè. Anh. Chắc mà. Anh thấy gì nó ngấm đều vô. Thịt nó siêu chắc luôn á. Em nghĩ thịt nó bở chứ. Cái ăn cái con này phải nút. Cái gạch nhiều của nó. Nó tan ra xong nó hòa quyện rồi. À, em cắn được cái cục gạch khói á. Nè, nguyên cái này là nó tan hết à. Này chắc mình phải nhai luôn quá, chứ mình gỡ hơi khó á. Mèo mèo em. Ừ. Vậy này kêu gì ta, gãy sữa hả? Không biết hả. Mèo mini. Nó béo. Có mấy cái này nó còn gạch nhiều lắm á. Có nè. Béo dữ quá. Sao ăn mà có cái miếng xương vô luôn cảm thấy nó bớt ngon. Cái này nó nhỏ quá. Em ngồi em gỡ lâu thấy mà. Nhưng mà như vậy tươi còn sống á. Dễ dễ. Vậy này thì mình ăn hết được. Nhà hết được luôn. Nhưng mà nó sẩm sẩm cái có vỏ nó sẩm sẩm đúng không? Có cục gạch hả? Mấy gạch quá trời luôn mà xào nó chứ. Nó nhiều con vậy? Mà còn gạch khối cho năng nãy em cắn được con gạch khối nè, cái này có cục gạch nè. Cái này là gạch không chứ là gì? Gạch nó tan ra. Ngày hai đứa ăn không có chấm luôn. Quá ngon rồi. Nó vừa ăn luôn mà. Rồi chấm luôn. Đi gỡ thử miếng thịt chấm thử rồi. Mình rút cái. Mình rút cái càng nó ra. Tính rút ra mà rút không được. Hai vợ chồng chạy vô lấy cơm ra ăn. Thấy cái món này ăn với cơm thì hợp lý hơn nha. Đây, cho em cái này nè. Ăn đi em lấy. Ăn với cơm này hợp lý. Cảm bỏ vào cái bao tay nha cả nhà. Cái này ăn không thì nó thiếu không? Chạy miếng cơm vô. Có cơm vô. Đúng bài rồi. Ngon trả lại. Hai chồng suy nghĩ. Ăn thì sao nó sao sao á. Em kéo thịt nó ra. Ghẹ nó chắc thịt ghê. Anh ăn, anh cạo cạo, anh đang tưởng tượng ăn ăn giống như bà khía vậy. Bố cái mai á. Bà khiu khiu rồi. Con mắm bà khía hả? Để bữa nào làm cơm là tổng mắm bà khía cho anh ăn. Được ạ. Cái món nó hầu cơm. Chắc em phải hai bao tay quá. Hả? Cho em đi. Em phải cầm con ghẹ em tách ra em mới ăn được. Lấy bao tay mới. Đó, vậy nè. Miếng cơm vô. Là hợp lý. Bảo hoài luôn á. Cái con này cái càng nó bự quá luôn nè. Như xăng. Để ăn được cái có cục gạch khói ngon ghê luôn. Quá đã luôn. Nhiều lắm á, em đúng rồi em gặp đụng nữa hả. Nó bị ruột ra. Em sẽ gỡ. Đây, em sẽ ngồi em gỡ xương.
Còn người ta có cái dụng cụ, anh nhớ kỳ mình đi Vũng Tàu mình mua không? Bóp bóp cạn hả? Không phải, người ta có cái đồ như là người ta nó bẫm, người ta đẩy thịt gì nè, người ta cắt, người ta đẩy là nó ra thịt sạch trơn hết trơn à. Cái đó là người ta để chia để bán gì, bán bánh canh ghẹ. Bánh canh ghẹ, dạng mấy dạng ngợp đồ đó. Nhưng mà người ta dính ngoài thấy người nữa nha. Ta làm cái người ta quen tay anh. Quá là ngon luôn. Xí được cục gạch. Thôi ơi. To quá. Cha thì đi đám từ sớm rồi. Còn mẹ nãy rủ mẹ ăn. Mẹ cũng đi luôn. Mình ăn cái này là cái que để ăn sao. Cơm trước. Cái càng đó em bóp nó cũng bể nữa nè anh. Ừ, gà nó mềm. Ừ, hai tay luôn. Cậy, cầm cái muỗng nhón nhón. Cái một tay khó ăn quá. Anh cắn hết mấy cái nguyên bột chừa lại ăn cái thịt trước. Như em có thấy không? Lần này mình ăn ghẻ, ghẻ nó cũng đầy thịt hết á. Ừ. Nó không có bị mất thịt như con cua. Con cua hình như nó dễ bị bợp ha. Em không hiểu. Thời tiết cứ ui. Không có nắng. Hôm nắng cũng không mưa mà tới hồi mưa dữ lắm. Hôm nay trời mát á mà có gió hơi nhiều. Quá đã luôn. Nó ăn với cơm chứ gà. Lo ăn thịt ghẹ xong rồi bắt đầu mới ăn cơm. Em ăn cái này mà nhưng mà em gỡ thịt thôi mà em khó ăn lắm. Em cắn với mình nè, ăn cơm ngon. Nhưng mà nó có xương á. Em ăn không được hả? Nó hơi bị sảm sảm. Ăn cảm thấy nó không ngon. Ăn này núp núp cái càng á nha. Bị cái gai nó đâm vô. Cục bạch khối. Cái này mà nãy mình hấp ha. Đã ra. Không ghẹ hay da. Không, cái này em nghĩ là mình hấp cái xong cái mình ra mà lại về được không ta? Được. Có người ta chiên nữa. Chiên trước hả? Ừ. Làm cho nó giữ thịt lại hả? Có người thì chiên với bột chiên giòn. Nhúng cái phần thịt này nè. Cái phần này nè. Xong rồi chiên với bột chiên giòn. Anh đưa vô được luôn hả? Coi chừng cái này nó đâm nè ngang. Nguy hiểm lắm anh. Ok. Liếm ngang đi. Giờ hơi liếm thì còn chừng ngang. Nguy hiểm. Nó đâm đau à, nó đang chảy máu rồi không ăn được gì á, hết vậy hồn mà. Tự nhiên quay qua thấy hết hồn vậy mà cái con ồ nguyên một cục thịt luôn nè cho anh nè. Thôi ăn đi nè, anh có nút rồi tao lừa anh hả? Dám ăn không? Không có nè, em nút ở ngoài. Dám ăn không? Dạ tuốt hết á. Vậy nè, nhưng mà cái con bạch tuộc á, nó ăn được con này nè. Hay gì vậy? Miết. Nó ăn là không chữa gì luôn á. Em nghĩ đụng vô là nó sẽ đâm chứ. Nó chụp làm sao á, mà nó ăn trọn lõn con này luôn. Hồi đó anh đi câu bạch tuộc là anh sử dụng con này nè. Rồi anh mua hả? Ừ. Trong siêu thị lúc nào cũng có bán. Mua con này nè, xong rồi đi câu lận bạch tuộc. Rồi đó anh xuống anh dẫn em đi câu cua với câu ghẹ này chứ đâu có đi câu bạch tuộc đâu. Anh ở bản danh khám phá nhiều thứ lắm. Mà như ngay mùa anh câu bạch tuộc hình như là mùa đó mình đi làm. Đúng không? Đâu cái có kỳ nghỉ. Đâu phải ngay kỳ nghỉ. Cái mùa bạch tuộc là tầm tháng 2, tháng 2 tháng 3 lúc mà trời còn lạnh á. Đúng rồi, đâu mình đâu có nghỉ làm đâu. Ừ. Bữa hôm kia ông câu giếng bạch tuộc bự. Để lên chắc cái mâm này họ để không hết á. Ừ. Bự. Tuột lá ghi chưa
Ghi, anh thấy ông đứng ghi, ủa ông này cũng câu để ông dính à, là dính đá ông, dính cây. Ông người Nhật á hả? À. Người Nhật á. Ồ vô mánh rồi. Ông kéo mà tuột lên để cái bọc xanh không nổi luôn. Ông câu được mấy ông đi bán hay không mà. Đúng không? Anh cũng không biết. Hỏi ông thì ông nói đi ăn. Vậy hả? Không biết ăn hay bán. Có nhiều người thì người ta bán. Mà thấy mấy những người đi câu đó thường ta ăn. Chắc nhiều người ta cũng thích đồ ăn thiên nhiên á. Nhưng mà đa số người bên đó là thích câu. Có người ngồi câu cả ngày vậy, giống nhanh vậy đó. Nhưng mà đâu phải chỗ nào mình cũng câu tự do được đâu. Nó có khu. Ừ, có chỗ rồi mình phải mua vé. Ở tên em hỏi. Ở tên em có cái dòng suối. Hỏi bà chủ nói đó giống như mình phải mua vé. Vậy chắc cá người ta nuôi á. Không, cái dòng suối đó đó. Giống như người ta bảo quản. Ừ, ta bảo tồn ha. Nhưng mà thấy ít ai câu á. Lâu thiệt lâu mới thấy có người câu. Gỡ mấy cái mang này ăn. Câu cá suối là người Nhật ta đâu ăn. Cá suối là người ta câu người ta thả lại hết ha. Cá sông cũng vậy nữa. Cá sông người ta chỉ ăn cá trình thôi. Có cục gạch nó chui trong này. Mấy cái kẹo nó ra. Ừ. Mấy cục gạch tối thì mới ngon. Tức khổ quá. Cho em cục gạch. Thôi không 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 anh ăn đi. Anh có liếm nhẫn rồi. Cái á. Để anh ăn chưa. Ngon quá. Ăn cái cơm đúng bài. Ăn không thì sai sách quá hả? Đúng sách luôn. Đó là nhìn cũng cái gì. Bứt một lá gạo gầm. Ăn vô cho nó thơm thơm. Nó ra mà thịt trời luôn. Thịt đầy ắp luôn á. Mần con ghẹ ra là biết thế nào là cũng sẽ ăn rất là nhiều gà thịt luôn. Nhà mập ghê. Nhưng mai mốt mình mua mình biết rồi nha. Mình lựa con ghẹ trái. Là hồi ghẹ như gạch nhờ. Em biết. Hồi đó mà nhiều quá anh làm gì phải không? Anh lấy cái kéo cắt hết mấy cái que này. Bỏ cái máy sinh tố anh đâm anh lấy cái nước, anh lấy cái thịt ra. Giống như mình làm. Còn cái mình là mấy găng me. Ăn xịn vậy đó. Đồ của trời ban mà, của biển ban mà. Nhưng mà biết cách bắt mới bắt được, nhiều người đâu bắt được đâu. Ăn đã luôn mà. Ừ, đâu phải ai cũng bắt được đâu. Nhưng mà lâu lâu lại thèm. Có một đợt anh câu xong rồi, có một đợt anh Khoa anh câu mà nhiều quá anh ăn. Không phải anh ăn không hết, anh mới gửi mình nha. Anh câu, kỳ đó anh câu rồi anh gửi em hả? Ừ. Câu xong rồi anh ginh ra siêu thị, anh đông đá. Rồi anh ginh ra siêu thị, anh gửi. Gửi lên cho mình. Người ta đông đá, người ta gửi lên tới mình luôn. Nhưng mà ăn nó dạng như nó đông lại, ăn nó hết ngon rồi. Mất thịt hết tên. Nói chung là hải sản ở bên đó anh muốn ăn thì dễ. Ừ. Dễ bắt mà. Con ghẹ này nè. Thủy chiều mà hạ xuống rồi em đi dài dài theo bãi biển, mấy cái đá, vách đá, cái giống như cái ống cây hay bất kỳ cái gì nó nằm ở dưới. Giống như bãi biển Vũng Tàu mình đi thôi. Mà ta nhiều lắm. Ừ. Chứ không phải như mình đâu là ra quê vậy con không? Nghĩ không? Ít người bắt. Ít người bắt. Ngon quá, lo ăn không à. Nước không có đụng tới luôn. Uống được miếng rồi để đó luôn. Nhắc. Nhắc gì khác. Nhắc gì khác nè. Nhưng mà ăn cái này xong là mình đảm bảo uống rất là nhiều nước luôn á. Mình nút hết cái phần gia vị luôn mình mà. Đảm bảo 100% là uống rất là nhiều nước. Quá đã. Cho mấy. Ủa cái... sao hai bao tay rồi. Ăn cơm xong rồi. Chỉ muốn ăn càng. Rất ngon. Gỡ dựng cục thịt. Ăn chung với món cơm nó ngon ơi là ngon. Ăn gỡ được cho anh nè. Được. Cái con này nữa. Bình thường nó mình tách cái gì cái đùi kêu là cái đùi tách nó ra mà làm như mình lột chín nó qua làm chín nó quá hay sao bứt nó không ra
Hồi nãy giờ em gỡ được á. Được hả? Em gỡ được mấy cái đùi luôn, em mới lấy thịt ra được để ăn cơm nè. Nè anh. Đúng rồi, đó bứt ra vậy đó. Sao nãy giờ anh bứt không được ta, mà nãy giờ anh ăn nguyên không mà có bứt đâu. Cho anh nè. Thôi, không ăn. Ngán rồi ăn cạn nè, không ăn không? Thôi. Cực khổ quá mà chơi. Ăn. Đó, tự cắn luôn đi. Thấy hàng khổ sở, không tách được đùi. Mà nó ăn có tách đâu. Cắn nguyên cùm quá mà. Ăn giống cua đồng quá. Cua đồng luộc lên ăn y vậy. Hồi đó giờ em ăn cái con này em cũng cắn nguyên cùm vậy. Có anh chỉ cho em ăn là hả, phải gỡ từ từ vậy á. Tách đùi, con... tách hông đồ. Nhưng mà cái con bự á, mới có cái để tách. Con bự tách ra một cái là một cục luôn á. Gỡ ra nghe mà cưa. Cái cạn hồi gì được quốc sao đi. Hay ví dụ như mà đang tập trung cao độ. Ví dụ như mà ngày nào đó ăn đi. Món này để ăn cơm rồi sao? Sáng làm món này ăn cơm cái tới 12 giờ trưa. Làm thì nó không lâu mà ăn nó lâu. Cứ ăn. Cho cái đồ mình cho lại nhiều vậy. Rồi rồi nha. Rồi ăn đó. Không phải sợ mình ốm. Không cho nữa. Không cho nữa. Hai đứa làm muối tiêu đồ ha. Hai đứa xài tới luôn. Xài tới luôn. Quá đã luôn. Hai vợ chồng ăn hết bát cơm với một lũm, một núi ghẹ ngay một đây núi nha. Ghẹ luôn. Quá sáng ngon luôn cả nhà ơi. Hai đứa ăn chắc cũng cả ký ạ. Cỡ đó à. Đó, 2 kg là ra được mâm này. Ở đây có một núi và ở đây có một đồng bằng. Hai vợ chồng ăn hết cái đỉnh núi à. Mình ăn xong, mình vừa ăn xong mình nói bây giờ mà kêu ăn nữa là quýnh luôn á. Rất là béo luôn á, cái phần sốt me nó béo cực kỳ. Mắc cười mình múc ra đây hết xong rồi cái còn cái chảo nó dính lại cái phần sốt me. Cái anh Khoa nó kêu á, em có bỏ của anh nha. Em mà bỏ của anh quýnh em liền á. Cái chảo đó là phải trộn cơm là nhức nách á. Mà bây giờ chiều mà bây giờ no quá rồi ăn hết nổi. Nãy tính là ăn ghẹ xong rồi ảnh mới đi trộn cơm vô cái chảo đó anh ăn. Nhưng mà cuối cùng á hả, suy nghĩ lại thôi, bới cơm ăn chung cho nó ngon luôn. Ăn ghẹ không thì thấy nó hơi thiếu thiếu quá cả nhà. Cái chảo kia ế tới chiều đó. Nhưng mà ăn lại vẫn ngon đó. Thôi hai chồng mình cũng ăn xong rồi. Cảm ơn cả nhà xem hết video của hai chồng mình ngày hôm nay. Mong cả nhà ủng hộ kênh hai chồng mình trong những video tới. Mong những ai yêu quý hai chồng mình hãy cho hai chồng mình xin một like và một đăng ký kênh để ủng hộ hai chồng mình có động lực ra thật nhiều video hơn nữa nha. Còn bây giờ thì bye bye cả nhà, hẹn gặp lại.